Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Thưa quý vị và các bạn, Đuổi Hình Bắt Chữ, tên chương trình rất quen thuộc, chương trình cũng trở nên quen thuộc, và hầu hết những người yêu mến chương trình đều đã thuộc luật của chương trình. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị hai người chơi đã được tuyển lựa một cách rất kỹ càng, và họ là những người rất thích chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Hai người chơi sẽ đem đến cho tất cả chúng ta, những người yêu thích chương trình, kể cả chúng tôi, những người đang thực hiện chương trình, họ sẽ đem lại cho chúng ta những cái cảm giác rất là đặc biệt. Bởi vì tôi hy vọng rằng họ sẽ đưa ra những cái đáp án thật là bất ngờ để chúng ta cùng vui, cùng cười, cùng thoải mái với Đuổi Hình Bắt Chữ. Người chơi ở vị trí đầu tiên đó là, xin mời. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Hồng Loan, 19 tuổi, sinh viên trường Y, Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Rất mong được các quý vị khán giả cổ vũ cho tôi. Bạn Loan ạ, bạn có thích chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ không ạ? Có, em rất thích chương trình này ạ. Vâng, bạn xem từ khi nào? Em xem cũng được lâu rồi, cách đây khoảng 3-4 năm ạ. 3-4 năm bắt đầu xem. Tôi cũng xin bật mí cho bạn là chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ của chúng ta là thực hiện từ khi bạn được 9 tuổi. Vâng. Từ khi bạn thực hiện bạn được 9 tuổi, và bây giờ đã là 10 năm rồi, bạn đã 19 tuổi rồi. Người chơi ở vị trí đầu tiên đó chính là bạn Loan, và người chơi ở vị trí tiếp theo, xin mời. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Chào anh Xuân Bắc, chào bạn cùng chơi. Tôi tên là Lê Anh Trung, hiện nay tôi 25 tuổi, tôi đang làm nhân viên kinh doanh tại công ty Hóa Chất Việt Hoa. Chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ là chương trình tôi rất yêu thích, và bây giờ tôi được làm người chơi chính của chương trình. Hy vọng quý vị khán giả hãy cổ vũ nhiệt tình cho cả hai người chơi chúng tôi để chúng tôi đuổi được thật nhiều hình và bắt thật nhiều chữ. Bạn Lê Anh Trung ạ. Dạ vâng. Vâng, bạn Lê Anh Trung. Tôi nhìn bạn tôi lại nhớ đến hình ảnh của chính tôi. Lúc nào cũng là hăng hái, nhiệt huyết, đúng không? Dạ vâng. Tôi nhìn bạn cũng là một người, bạn có hay tham gia hát hò, hay là tham gia những chương trình văn nghệ, hay là những phong trào đoàn thể không ạ? Chương trình văn nghệ thì em cũng hay tham gia, nhưng mà nếu đến chương trình lớn thì em chưa tham gia được bao giờ. Chỉ hát phong trào như là quần chúng nhỏ nhỏ ở dưới thôi. Vâng. Bạn hay hát đơn ca hay làm MC ạ? Em chỉ làm hát đơn ca thôi. Mà MC được thì em cũng yêu thích, nhưng mà chưa được làm. Thế bạn hát đơn ca thì bạn thường hay hát thể loại nhạc gì? Em thì hát nhạc trẻ là nhạc nhiều. Bạn thử hát một bài nào mà bạn thích chứ? Một bài à? Và em một hát đoạn. Một đoạn nhé. Mở đầu mình phải hát ngay cho khán giả. Em yêu thích bài Chỉ Vậy Thôi, em sẽ hát bài một đoạn bài Chỉ Vậy Thôi. Vâng, Chỉ Vậy Thôi. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Vâng. Chỉ vậy thôi. Rất hay. Vâng. Nhạc này như kiểu nhạc Tuấn Hưng hay là Cao Thái Sơn đấy hát đấy à? Có anh Khang Duy. À, Khang Duy. Thưa quý vị và các bạn, hai người chơi đã sẵn sàng, và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng với hai người chơi chúng ta tìm hiểu xem miếng ghép ưu thế với ý nghĩa là gì. Vâng, hai bạn cùng hướng lên màn hình, chúng ta sẽ đến với câu ưu thế. Hai bạn được quyền trả lời liên tục và không cần nhấn chuông. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Nào bạn Loan chú ý nhé. Vâng. Nào, bắt đầu. Cô giáo chú rể ạ? Không phải. Áo cưới ạ? Áo cưới, rất chính xác, đó là áo cưới. Vâng. Áo cưới, đồ mặc trong ngày cưới của phụ nữ, thường là áo dài cổ truyền hoặc váy liền, liền áo theo kiểu châu Âu, áo cưới. Còn nói chung là cả bộ như thế này, đôi khi chúng ta tách ra thành vest cưới thì là dành cho đàn ông, còn áo cưới thì là nói chung. Bạn Loan là người trả lời đúng ở miếng ghép ưu thế, bạn là người có quyền chọn điểm, mời bạn hướng lên màn hình. Chúng ta có mốc từ 50 đến 500 điểm. Và bây giờ, điểm cao hay thấp tùy thuộc vào bạn Loan. Mời bạn. Ba trăm điểm. Vâng. Với mỗi câu trả lời đúng, các bạn sẽ nhận được 300 điểm. Luật ở phần thi thứ nhất như sau: 9 miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép là một hình, mỗi hình là một câu. Các bạn chỉ có một cơ hội để trả lời ở mỗi miếng ghép mà thôi. Mặc dù có 15 giây, nhưng các bạn hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời nhé. Trả lời đúng sẽ được 300 điểm.
Miếng ghép đầu tiên đây là gì? Đây là gì? Mời bạn Trung. Kem mắt. Chưa chính xác. Đúng là hình này khó thật. Vẫn còn cơ hội cho bạn Loan. Xin mời bạn. Mắt kem ạ. Thực ra là nếu như không có giải thích thì có lẽ là ai cũng đoán là giống như các bạn. Thứ nhất đây không phải là kem mà đây là bánh. Loại bánh nướng giòn, hình cầu, giống quả nhãn, có vị ngọt, màu vàng ruộm, gọi là bánh nhãn. Ui. Bạn Loan ăn bánh nhãn bao giờ chưa? Em ăn rồi ạ. Đó, đó chính là bánh nhãn. Vâng. Thật tiếc các bạn đã không có được 300 điểm. Miếng ghép thứ hai, đây là cơ hội, xin mời. Đây là gì? Nói một cách hơi xã giao một chút về việc là xin phép ra về. Cáo cửa. Không phải. Là gì nhỉ? Là gì? Nào, tôi vừa giải thích. Hình như các bạn không nghe tôi giải thích. Không nghe tôi gợi ý. Nói một cách kiểu cách. Các bạn em biết rồi. Để xin phép ra về đó là gì ạ? Cáo lui. Cáo lui. Đó chính là cáo lui. Lại không mở được miếng ghép thứ 10 và rất khó khăn cho các bạn. Miếng ghép thứ 3, đây là gì? Mời bạn. Đánh bóng ạ. Đánh bóng, đáp án chính xác đó là đánh bóng. Đánh bóng, chúng ta có hai khái niệm về đánh bóng. Đánh bóng là tạo nên các hình nổi trên mặt phẳng khi vẽ bằng các độ đậm nhạt khác nhau. Giống như cái chữ như này, chúng ta sẽ đánh nó bóng cho nó nổi lên. Thứ hai là đánh bóng, chúng ta cũng có thể hiểu là trà sát lên bề mặt của một vật nào đó để làm cho nó như thế nào, mịn và bóng lên, đánh bóng. Bạn Loan có được 300 điểm đầu tiên, tất cả chúng ta cùng dành một tràng pháo tay. Mời bạn mở chi tiết miếng ghép thứ 10. Xin mời miếng ghép thứ 4. Chỉ có 1, không có 2. Có 1 mà không có 2. Đây là gì bạn? Thực ra là tôi đã diễn nôm nó ra rồi mà bạn Loan lại trả lời theo đúng cái cách mà tôi vừa diễn nôm. Đáp án của chúng ta là độc nhất vô nhị. Ui. Rất hiếm gặp, chỉ có 1 mà không có 2. Miếng ghép thứ 5. Ngay sau đây các bạn mở ra sẽ là mốc quan trọng. Ai trả lời được miếng ghép nhỏ từ miếng 5, 6, 7, 8, 9 thì người đó sẽ có cơ hội 5 giây để trả lời miếng ghép thứ 10. Và nếu trả lời đúng sẽ được 2.000 điểm. Miếng ghép thứ 5, đây là. Một loại ký sinh trùng, xin mời. Cái này liên quan. Móc cái này câu. Tôi đang gợi ý giờ. Cái này liên quan đến y học. Đáp án của bạn đưa ra chưa chính xác. Phát hình tiếp tục. Xin mời. Tôi sẽ trả lời là giun móc. Đáp án đúng, đó là giun móc. Giun móc. Giun tròn và nhỏ, miệng có móc, sống ký sinh ở ruột người và gây bệnh thiếu máu. Bạn Trung có 300 điểm đầu tiên. Xin mời mở chi tiết. Năm giây dành cho bạn. 4 3 2 1. Hết giờ. Xin mời miếng ghép thứ 6. Xin mời bạn. Khóa môi. Khóa môi, hay quá. Chưa chính xác. Xin mời bạn Loan. Khóa son ạ. Khóa son là hoàn toàn đúng, đó là khóa son. Loại khóa nhạc thường dùng, khóa son. Thế mà bạn Trung lại bảo là khóa môi. Phải nói là bạn liên tưởng rất là giỏi từ cái tình yêu như thể thỏi son sinh ra cũng chỉ để làm mòn cái môi, đúng không? Đúng không? Khóa son. Bạn Loan có thêm 300 điểm nữa. Chúc mừng bạn. Hãy mở chi tiết và lại có 6 giây. 5 4 3 2 1.
Miếng ghép thứ 7 đây là gì? Các bạn mà hay... Xin mời. Giò sầu. Không phải. Đây là gì? Các bạn mà hay nhõng nhẽo rồi thì động cái là khóc nhè rồi thì... Bạn Loan có nghe tôi gợi ý không ạ? Em có. À, những cái bạn mà hay nhõng nhẽo động cái là khóc nhè thì gọi là gì? Ôi, biết. Buồn sầu ạ. Các bạn chung là gì? Mít... Mít gì? Mít ướt. Mít ướt, đó chính là mít ướt. Miếng ghép thứ 8, mời hai bạn. Đây là cái nốt nhạc, vâng. Đừng tìm hiểu nó là nốt gì mà hãy xem nó đang như thế nào. Nó đang cái nốt nhạc, đúng rồi. Nhưng mà nó lại tay một cái tay cầm gì? Đánh phấn. Đấy thì nó là như nào? Hai từ. Thường mà tôi như thế này mà bỗng nhiên tôi lại giơ gương ra tôi thế này thì bảo ui anh bác anh ấy thật là một từ ấy. Anh ấy thật là gì mà đây là. Để tôi đọc. Anh gợi ý hơn là... Gợi ý nhá. Nhịp trầm bổng của âm thanh trong bản nhạc hay bài thơ nói chung. Có thể là bài thơ này khi đọc ra chúng ta thấy được cái gì? Phát hình tiếp tục. Vâng, xin mời bạn Lan. Nốt son ạ? Không phải, chưa chính xác. Đáp án của chúng ta là nhạc điệu. Nhạc điệu. Xin mời miếng ghép thứ 9. Các bạn lưu ý, đây là gì? Con gì đây mà nó lại... Xin mời. Sóc bay. Sóc bay, đáp án chính xác đó là sóc bay. Một loại động vật họ sóc có thân hình nhỏ và khả năng leo trèo, nhảy rất nhanh và xa, có thể bay từ cành này sang cành khác, sóc bay. Bình thường thì nó thu cái người nó lại như là một con sóc, nhưng khi nó nhảy từ ngọn cây thường là ngọn cây cao hơn xuống cành cây thấp thường nhé, thì nó xòe rộng cái chân và cái chân sau và chân trước nó ra, trở thành cái cản gió mà nó có thể bay được, sóc bay. Bạn Trung, 300 điểm. Vâng. Mời bạn, đây là cơ hội, hãy mở. Bình tĩnh, 5 giây. Đây là gì? 5, 4, 3. Kim bay. Không phải. Bây giờ là lúc quyền trả lời của hai bạn là như nhau. Vừa rồi bạn Trung trả lời là ở... Gì ạ? Ở cơ hội trả lời ở miếng ghép nhỏ. Còn bây giờ quyền trả lời của hai bạn là như nhau. Mỗi bạn chỉ được trả lời một lần. Đây là miếng ghép thứ 10 với 2.000 điểm. Nào, cố gắng lên. Đây là tôi gợi ý này, tôi gợi ý. Tập trung, nghe tôi gợi ý. Các bạn nhìn thấy cái gì trên màn hình? Máy bay. Rồi, là và cái gì? Kim tiêm. Đây là một thế hệ, nghe nhá. Đây là một thế hệ vũ khí mà được sử dụng rất nhiều trong những cuộc chiến tranh gần đây. Loại vũ khí nó chính là cái gì rồi? Kim tiêm. Không phải. Nó chính là cái gì? Đây không phải là máy bay chở khách đâu nhá. Thì vũ khí nó chính là cái gì ạ? Với thế hệ... Thôi tôi không nói vũ khí nữa. Máy bay đi. Cho nó cụ thể luôn. Nào bạn Trung và bạn Loan thử kể ra. Xem có bao nhiêu loại máy bay mà các bạn biết. Thử xem nào. Máy bay chiến đấu này biết B-52. Rồi. Boeing rồi. Airbus, đúng rồi. CVZA nữa. Gì nữa? Máy bay phản lực. Đúng rồi. Gì nữa? Loại máy bay này chuyên dùng để tấn công và đánh chặn các máy bay khác. Máy bay tên lửa. Máy bay tên lửa kinh đấy. em đừng có nói như tên lửa làm tôi sợ. Tôi bắt đầu đếm lùi nhá. 5 giây thôi. 5, 4. Tôi nói rồi các bạn sẽ cảm thấy rất rất tiếc. Bởi vì liên quan đến cái gì nó càng bay kìa. Trong đấy nó cũng có nội dung ấy. À, trong đấy nó cũng có cái từ. 3. Máy bay phi kim. Máy bay gì ạ? Phi kim. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Máy bay này chắc là đang nghiên cứu. Máy bay phi kim, sợ thật. Đáp án của chúng ta là, thưa quý vị và các bạn, đáp án miếng ghép thứ 10 của chúng ta là máy bay tiêm kích. Và thật tiếc hai người chơi đã không trả lời được. Chúng ta cùng xem số điểm mà bạn Trung, bạn Loan giành được. Bạn Loan đang có 600 điểm, xin chúc mừng. Bạn Trung đang có 600 điểm, xin chúc mừng. Hai bạn có số điểm bằng nhau. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng làm quen nhiều hơn với hai người chơi. Đầu tiên chúng ta đến với bạn Loan. Vâng, bạn đăng ký viết rất là to. Sinh ngày 21 tháng 1. Sinh tròn đúng 1 năm sau ngày cưới của bố mẹ. Như vậy là rất đúng kế hoạch. Vâng. Đang học ngành điều dưỡng đa khoa trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai. Công việc của điều dưỡng viên thì là những việc gì ạ? Công việc của một điều dưỡng thường là chủ yếu là tiêm truyền. Ngoài ra còn có thể là đặt sông dạ dày, thông tiểu rồi các kiểu ấy anh. Ước mơ trở thành doanh nhân nhưng lại bén duyên với ngành y theo định hướng của bố mẹ. Gia đình mình có ai làm ngành y không? Trong gia đình em cũng có. Tương lai sẽ trở thành một điều dưỡng giỏi. Mục đích tham gia chương trình của bạn là gì? Mục đích tham gia chương trình này của em là muốn được lên TV, không để không biết là mình có khác so với ngoài đời không. Xong rồi cũng muốn được gặp anh Xuân Bắc nữa. Tôi. Vâng. Vâng. Vì sao lại muốn gặp tôi? Em ấn tượng với anh qua vai diễn núi ạ. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi phim. Sở thích là đi shopping, đi cà phê, xem phim ma và kinh dị. Thích đi du lịch một mình. Xách ba lô và lên đường. Vâng. Bạn đã đi du lịch một mình ở những đâu rồi? Em thì chưa có dịp được đi đâu xa, nhưng mà đấy là chỉ là ước muốn thôi ạ. Mong muốn thôi, đi du lịch. Bạn ghét cái gì? Em ghét nấu ăn ạ. Ghét nấu ăn. Ghét nói dối. Ghét nói dối. Ghét đàn ông lăng nhăng và không chung thủy. Ghét sự phản bội. Sau này bạn muốn lấy một người chồng như thế nào? Em thích lấy một người chồng hiền và nhát. Hiền và nhát? Để dễ bắt nạt ý ạ. Tiêu chí mà bạn Loan đưa ra đó là người chồng hiền và nhát. Bạn Trung, mình có thấy mình hiền không? Em thì cũng hiền nhưng mà em không nhát. Em nghĩ là nếu một người nhát thì chắc bây giờ nếu một người chồng mà nhát thì chắc là cũng dễ bắt nạt. Nhưng mà người chồng đó thì cũng không bảo vệ được người phụ nữ. Không bảo vệ, đấy, bạn Loan, bạn có sợ chuột không? Em không ạ. Bạn sợ rắn không? Em không ạ. Bạn có sợ nhện không? Không ạ. Khó nhỉ. Bạn sợ kiến không? Không ạ. Sâu? Không ạ. Bạn sợ cái gì? Em sợ mèo ạ. Rồi, mèo. Thế rồi bây giờ, ví dụ bạn đang đi đường hay là nhà bạn có một con mèo nó chạy vào chẳng hạn, mà bạn lại lấy một ông chồng và con mèo nó lại mò lên giường của bạn. Anh cứu em. Mà thấy chồng bảo em cứu anh. Anh đâu đấy? Anh ở dưới gầm giường. Thế thì chắc cũng buồn lắm, không sung sướng gì đâu. Cho nên là tôi nghĩ là bạn tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra những cái tiêu chí, đúng không? Hiền và nhát để dễ bắt nạt. Còn bạn Trung, Lê Anh Trung, biệt danh là Trung Mốc. Dạ vâng. Vì sao? Cái này thì biệt danh là do đứa em họ đặt cho. Và em không hiểu, chưa hiểu tại sao nó gọi là Trung Mốc. Nhưng mà chắc là ngày xưa thì có vẻ không được trắng trẻo như bây giờ, thì nó hơi bẩn bẩn. Thế bạn nghĩ là bây giờ bạn nghĩ là bạn trắng đấy à bạn Trung? Dạ, trắng hơn ạ. Thế bây giờ tôi xin lỗi, tức là phải dùng từ rất là cuộc sống như này. Thế trong ba đứa trên sân khấu này thì bạn nghĩ là bạn trắng hơn ai? Em nghĩ là anh trắng hơn, nhưng mà vừa xong có chị bảo anh make up. Make up ở đây, tay chân đây, tôi không make up gì cả. Nó mịn con nhà ông Màng thế này. Nhưng mà bây giờ, ngày xưa em không trắng như bây giờ. Có thể là bây giờ bạn trắng hơn ngày xưa. Được. Nghề nghiệp là nhân viên kinh doanh công ty hóa chất. Về bản thân thì là người nhanh nhẹn, hiền và sống thiên về tình cảm. Biết lắng nghe, chia sẻ được với mọi người. Thích đi du lịch để tìm hiểu tập quán, phong cảnh ở nơi mình đến. Thích giao lưu, tụ tập bạn bè, muốn được kết thân với nhiều bạn hơn nữa. Thích kinh doanh kiếm tiền, thích thể thao, võ thuật, xem phim hành động, ma quỷ, đôi lúc phim Hàn Quốc cũng xem. Bạn thích võ thuật gì ạ? Em thì thích Vĩ Xuân Quyền, Vĩ Xuân võ cổ truyền.
cái người mà nổi tiếng nhất trong vị Xuân Quyền trên thế giới là tên là gì bạn? Nổi tiếng nhất à? Tiếng nhất em là cái võ sư Diệp Vấn, đệ tử của là Lý Tiểu Long, tham gia võ thuật là giỏi và hay nữa là tham gia chương trình truyền hình và rất là nổi tiếng. Đúng rồi. Diệp Vấn, đúng không? Diệp Vấn. Tôi cũng thích Diệp Vấn lắm. Tôi thì không quen ông Diệp Vấn lắm nhưng mà tôi thích. Sở trường của bạn là không có nhiều nhưng mà biết nấu ăn, cái này bổ sung cho nhau được. Một người ghét nấu ăn, một người thích nấu ăn. Bắt chuyện kết bạn rất nhanh và hát nghe cũng tàm tạ. Điều này chúng ta đã kiểm chứng. Học hỏi rất nhanh và muốn làm việc gì thì sẽ làm cho bằng được. Cần phải quyết tâm như vậy mới là những người đàn ông của thời đại. Sở ghét, ghét người nói dối, hống hách và kiêu căng. Có điểm chung là ghét người nói dối. Rất nhiều thứ rồi. Sở đoản đôi lúc thấy mình hơi nóng tính. Điều này nên bỏ, người bên cạnh không thích. Thường hay nói thẳng quá nên dễ mất lòng mọi người. Điều này cũng nên tránh, bởi vì không chỉ mất lòng người bên cạnh còn mất lòng nhiều người khác nữa. Lý do tham gia chương trình, từ lúc được xem chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ phát sóng, em đã rất yêu thích chương trình và các ô chữ của chương trình rất có ý nghĩa. Em đã nói với mọi người là một ngày em sẽ đăng ký để tham gia và được đứng trên sân khấu của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Một lần thử thách với các ô chữ cùng bạn chơi và biết đâu đấy em sẽ có cảm tình đặc biệt với bạn chơi thì sao? Chúc hai bạn hạnh phúc. Tôi xin lỗi. Vô tình. Bạn Loan thấy thế nào? Được không? Tức là cái chương trình của mình có được không? Chương trình của mình được ạ. Được ạ. Chương trình hôm nay đấy, bạn thấy người dẫn chương trình thế nào? Rất vui tính và hóm hỉnh ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn đánh giá người chơi bên cạnh thế nào? Anh ấy rất là thẳng thắn, với cả vui vẻ, hòa đồng, quan tâm. Bạn có cảm thấy mình yên tâm bên cạnh anh ấy không? Em cũng chưa biết nữa. Đúng rồi, làm sao mà biết được, còn phải điều dưỡng chán ra. Đến với chương trình thì em có một món quà để tặng anh Bắc và bạn cùng chơi. Đấy, có quà, đâu, quà như nào ạ? Anh đợi em chút nhé. Vâng ạ. À đây. Có quà. Vâng, thưa quý vị, cũng lâu lâu rồi tôi không được nhận quà từ người chơi. Và hôm nay sẽ nhận được một món quà, tôi sẵn sàng. Đây xin kính tặng anh một chiếc đàn môi của người dân tộc Mường tặng cho bạn chơi. Em xin ạ. Đàn môi á? Được không? Tôi đưa ra vào đây. Kéo nó xuống cho nó khỏi. Chắc là. Dạ. Quá nhỉ. Anh xin. Em thử đi. Anh ấy bảo em là nên về tặng bạn trai anh ạ. Mà khi nào em có bạn trai em sẽ tặng. Trung ơi. Dạ. Đừng bao giờ làm thế em ạ. Là khi mà niềm hy vọng mình bắt đầu có rồi và mọi thứ nó đang nảy nở rồi thì mình đừng có kiểu đẩy nó đi xa đấy nhá. Em điệu hồ Lý Sơn ấy. Điệu hồ Lý Sơn. Được rồi. Xin cảm ơn bạn Trung rất nhiều. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần 2 của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Phần 2. Đây là một phần cực kỳ quan trọng dành cho hai bạn, bạn Loan và bạn Trung. Hai bạn đang có số điểm bằng nhau. Và bây giờ là cơ hội để xem ai sẽ tài năng hơn, may mắn hơn. Người đó sẽ là chủ nhân của chiếc ghế đỏ. Vẫn là 9 miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép vẫn là một hình, mỗi hình vẫn là một câu. Và các bạn lần này lưu ý rằng các bạn được quyền trả lời liên tục. Hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời liên tục và liên tục đến khi tìm được đáp án đúng hoặc hết giờ thì thôi. Ở phần này, mỗi câu chúng ta sẽ chọn điểm một lần. Bây giờ miếng ghép đầu tiên trong phần thi thứ 2, xin mời bạn Loan. Mời bạn. Bao nhiêu điểm? 550. 300 điểm. Đây là gì? Xin mời bạn Trung. Cá chảy. Cá chảy, rất chính xác, đó là cá chảy. Cá nước ngọt, đầu to, móng cù và có hai râu bé, cá chảy. 300 điểm dành cho bạn. Xin mời, mời chi tiết. Chưa thấy gì cụ thể. Xin mời bạn Trung chọn điểm. 450. Đây là gì? Bình tĩnh. Cái gì đây? Và xin mời bạn Trung. Chân kính. Đáp án đúng, đó là chân kính.
Chân kính là bộ phận bằng hạt quặng rất cứng, dùng để đỡ trục bánh xe của đồng hồ. Chân kính. Bạn cộng thêm cho mình 450 điểm. Và bạn Trung, hãy mở chi tiết. Xin mời phần chọn điểm của bạn Loan. Bạn Loan bình tĩnh nào, bình tĩnh. Vâng. 500 điểm, rất tuyệt vời. Hoạt động trả giá cho một... Xin mời. Đầu kiếm. Không phải. Hoạt động trả giá cho một món đồ quý có giá trị cao để xác định sở hữu. Đấu tiền. Không phải. Tía, đơn giản, xin mời. Xu kiếm. Không đúng. Dễ lắm. Bỏ xu đi, xin mời. Chưa, bạn Trung trả lời, bạn Trung trả lời. Bình tĩnh. Bạn Trung trả lời. Bạn Loan biết rồi, cứ giữ im trong người. Trung, 3, 2, tiếp tục phát hình. Kiếm gì? Tiền. Gì ạ? Kiếm tiền. Không phải. Tôi đã nói rồi, hoạt động trả giá xem ai. Xin mời. Bác gợi ý một chút. Tôi gợi ý nhá, tôi gợi ý này. Đây là một hoạt động khi tôi có một món hàng tôi đưa ra và ai trả giá cao nhất tôi bán cho người đấy, đó chính là... đấu giá. Gì ạ? Đấu giá. Đấu giá. Đáp án là đấu giá, rất chính xác, bạn được cộng 500 điểm. 500 điểm. Đó. Xin mời. Xin mời phần chọn điểm ở miếng ghép thứ tư. Bao nhiêu? 500. À. Đây là gì? Rất dễ. Giấy do cơ quan... Xin mời. Giấy thông hành. Đáp án chính xác, đó là giấy thông hành. Bạn cộng thêm cho mình 500 điểm. 500 điểm nữa. Đúng rồi. Từ miếng ghép sau, ai trả lời được miếng ghép nhỏ sẽ có 5 giây trả lời miếng ghép lớn. Nào, bây giờ là phần chọn điểm của bạn Loan. 550, chẳng hạn toàn điểm cao thôi. Nào, đây là gì? Dễ lắm ý. Xin mời bạn. Hoa 10 giờ ạ. Không đúng. Trời ơi, nó có cái vương miện đây này. Xin hoa hậu. Đáp án chính xác, đó là hoa hậu. Danh hiệu dành cho người con gái giành giải nhất cho một cuộc thi sắc đẹp có quy mô lớn và cụ thể luôn, đó là cuộc thi hoa hậu. 550 điểm, mời bạn nhận. Đây là cơ hội. Hãy mở chi tiết và dùng 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời phần chọn điểm của bạn Trung. Xin mời. Đây là gì? Những người cao tuổi làm việc. Tiếp tục phát hình. Những người cao tuổi làm việc lâu năm, nhiều kinh nghiệm, thường được kính nể. Nó gắn liền với một cụm. Tôi sẽ nói vế đầu tiên. Nhưng mà vế đấy là vế để gợi ý. Còn lại là chỉ có hai từ. Đáp án của chúng ta chỉ có hai từ. Phát hình tiếp tục. Sống lâu lên. Các bạn nghe câu sống lâu lên lão làng bao giờ chưa? Lão làng. Có lẽ em nghe rồi. Và ở đây tôi đã ghi rất rõ người cao tuổi làm việc lâu năm và có kinh nghiệm thường được kính trọng trong làng. Lão làng. Lão làng. Thật tiếc. Nào, miếng ghép thứ 7. Bạn Loan chọn điểm. 500. Toàn số điểm cao thôi. Tuyệt vời lắm. Đây là gì? Nghìn cân treo sợi tóc. Gì ạ? Ngàn cân treo sợi tóc. Đáp án chính xác bạn đưa ra là gì? Nghìn cân treo sợi tóc. Chưa chính xác, chạy tiếp tục. Bạn xin mời. Ngàn cân treo sợi tóc ạ. Ngàn cân treo sợi tóc, chưa chính xác. Ngàn cân treo sợi tóc nghĩa là rất giống nhau, nhưng mà sai về từ thôi. Ngàn cân treo sợi tóc ví tình thế, tình trạng hết sức nguy ngập, hiểm nghèo, khó bề vượt qua. 500 điểm thuộc về bạn Loan. Hãy mở. Năm, bốn, gà nhặt tóc à? Ba, hai, gà nhặt tóc à? Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 8. 500 điểm.
Chất liệu. Nói về nơi mà chúng ta sống ấy. Kia là những... Xin mời. Nơi chúng ta sống. Anh gợi ý đi ạ. Tôi còn gợi ý thế nào nữa. Bình tĩnh nha, bình tĩnh. Các bạn nhìn thấy ở trong mâm có những cái gì? Hoa quả. Nhưng mà nó là thật hay giả? Hãy nhìn màu xanh, màu vàng và bên cạnh là nó làm được làm bằng kia là cây trái trên cây. Kia là trái trên cây, quả trên cây. Còn đây là được làm từ hai từ mà tôi đã nói rồi. Nơi... Đây là gì nhỉ? Nó bằng gì? Các bạn phát hiện ra nó bằng gì? Lầm nhầm đi. Quả đất. Nhất quả đất, chính xác. Quả đất. Tức là chính là trái đất, bề mặt nơi có cuộc sống của con người, quả đất. Bạn Trung cộng thêm cho mình 500 điểm cho tôi. Xin mời. Mở hết được rồi. Chỉ việc là vấn đề trả lời thôi. Đây là gì? Đây là gà què ăn quẩn cối xay. Gà què ăn quẩn cối xay. Đáp án hoàn toàn chính xác. Gà què ăn quẩn cối xay. Chỉ sự thấp kém không có khả năng trong làm ăn. Chúng ta có thể có nhiều cách hiểu. Và một trong những cách đó là gì? Một ai đó thực sự là khả năng rất là kém, nhưng mà lại vẫn cứ muốn kiếm ăn ở những cái nơi nó dễ dàng. Nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể hiểu rằng là những ai đó mà người trong làng, trong xã với nhau, nhưng mà làm những cái việc nó không tốt, thậm chí là ăn cắp ăn trộm của những cái người xung quanh. Chúng ta cũng có thể là người đó là gà què ăn quần cối xay chẳng hạn vậy. Bạn cộng thêm cho mình 3.000 điểm. Gà què ăn quần cối xay, đáp án bên kép thứ 10 của chúng ta. Thưa quý vị, phần thi thứ hai đã kết thúc. Bạn Trung đang có 5.850 điểm. Xin chúc mừng. Nhưng mà với 1.650 điểm thì cũng là một số điểm rất đáng khích lệ. Bên cạnh đó là bạn Trung nếu như không giành được 3.000 điểm thì bạn cũng giành số điểm cũng không cao. Đó là 2.850. Đúng không nào? Thực ra là hơn bạn có 1.000 điểm. Cho nên không có gì làm buồn hết. Bạn Trung sẽ là chủ nhân chiếc ghế đỏ. Và bạn Loan, chúng ta phải chia tay nhau. Bạn sẽ ra về với số tiền tương ứng số điểm bạn giành được cộng với quà của chương trình. Xin gửi bạn. Em cảm ơn ạ. Chúc bạn luôn luôn may mắn, xinh đẹp và thành công. Em cảm ơn. Thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta đến với vòng siêu tốc của chương trình đuổi hình bắt chữ. Với 5.850 điểm, bạn Trung đang là chủ nhân chiếc ghế đỏ. Bạn có tin mình là người chiến thắng tuyệt đối không? Em có niềm tin. Có niềm tin. Bạn có qua giao điểm M không? Em qua giao điểm M. Qua giao điểm M để giành bằng được mà. 30 triệu. 30 triệu rồi. Cộng với 5.8 triệu nữa thì tôi tính làm tròn là 6 triệu, 36 triệu. Sẵn sàng chứ? Sẵn sàng. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để cổ vũ. Nào. 25 ô chữ cái được chia thành 5 hàng dọc và 5 hàng ngang. Bạn có thể đi theo hàng dọc hoặc hàng ngang. Không qua giao điểm M, 60 giây trả lời được 5 câu thẳng hàng sẽ được 15.000 điểm. Qua giao điểm M, bạn sẽ được 30.000 điểm. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. 60 giây bắt đầu. M. Chữ M. Đánh trống. Không phải. Đánh trống. Không đúng. Đánh đòn. Không đúng. Qua. Bỏ qua. Bỏ qua. Hát. Chữ H, xin mời chữ H. Đây là gì? Gương đài. Chưa chính xác. Đài gương. Đúng rồi, chính xác. Đó là đài gương. C. Chữ gì ạ? C. Chữ C, xin mời. Cá chuối. Rất chính xác, đó là cá chuối. R. Chữ R. Đây là gì? Đây là gì? Về chất liệu là rất khó tả, nhưng bên cạnh là một viên gì thường có ở dưới suối? Viên gì thường có ở dưới suối? Không phải. Và bên kia là một thứ mà từ đất nung. Vâng, xin mời. Bỏ qua. W. Chữ V kép. Nào. Đây là gì? Đây là gì? Thịt dọi. Thịt đúng rồi. Cái gì đang đang dọi? Ba từ. Đây là gì? Thịt. Thịt gì? Ôi trời. Nào, xin mời bạn đứng dậy. Bạn nhìn thấy một cái đùi, một cái tảng thịt. Thịt ba dọi. Thịt ba dọi. Đúng không? Thịt ba dọi. Bạn trả lời được mấy câu nhỉ? Trả lời 2 câu. 2 câu.
Hai câu bạn cộng thêm cho mình 300 điểm nữa. Tổng số điểm của bạn bây giờ là 6.150 điểm. Vâng, thưa quý vị, 6.150 điểm là số điểm mà bạn Trung có được qua 3 phần thi. Chúng ta sẽ chào tạm biệt bạn Trung. Chúng ta về với số tiền tương ứng số điểm bạn giành được cộng với quà của chương trình. Xin gửi tặng bạn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Xin cảm ơn nhãn hàng Sắc Ngọc Khang, Tạm Biệt Tàn Nhang, Xua Tan Việt Nam và thiết bị nhà bếp Faber đã tài trợ cho chương trình. Xin cảm ơn công ty Việt Starmark đã phối hợp thực hiện chương trình. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sản xuất và được phát sóng thường xuyên vào tối thứ Bảy hàng tuần. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ban Thể thao Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.